Rồi, bữa nay đi lên buộc eo nha. Cái buộc này nó có gọi là mansion buộc, có nghĩa là cái buộc nó đẹp như là trong chuyện cổ tích gì đó. Ở phía dưới có con suối kìa. Mọi người đang tắm hoặc là làm gì dưới. Nhỏ xíu nè. Ồ, ở dưới này có con suối nha. Có con suối á, người ta đang tắm ở dưới. Thế là chia bờ hả? Này, có một cái sinh bát. Đây, đây là cái lâu đài. Nó là một trong những lâu đài đẹp nhất của nước Đức. Bữa nay trời nắng, nhiều người đi chơi. Xung quanh nó có mấy con suối chảy róc rách cũng đẹp. Cái này mùa thu ở đây là đẹp luôn á, nó cây nó lan xe vàng vàng, xanh xanh, đỏ đỏ. Xung quanh là rừng. Rồi đi tham quan nhưng bên trong người ta không cho quay phim chụp hình. Ba đi với Felix nha. Đành quay bên ngoài vậy. Cảnh cũng đẹp lắm nha. Nên mùa thu giờ mới tháng 9 rồi, chắc khoảng tháng 10 tháng 11 đó, nó sẽ đẹp hơn. Đó, đi cái tour, đi vô đây người ta sẽ giới thiệu cho mình biết. Cái gì nè. Nhưng mà người ta không cho chụp hình quay phim, mình phải tuân thủ thôi. Chỉ được quay ở ngoài vòng vòng thôi.